Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành bóc hộp thử cái bếp hồng ngoại Sennheiser, cái model là SHD6011 màu đen. Thì cái sản phẩm này mình mua trên Lazada với cái mức giá là khoảng 325.000 đồng. Thì nếu bạn nào quan tâm có thể tham khảo cái link mình bỏ bên dưới phần mô tả video. Nếu mà cái sản phẩm này các bạn mua ở ngoài các trung tâm điện máy thì nó dao động trong tầm từ 450 tới 600.000 đồng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra xem bên trong cái mẫu mã cũng như cái chất lượng của cái sản phẩm này như thế nào. Nó đây là cái sản phẩm được đóng gói và giao hàng bởi Lazada nên các bạn có thể yên tâm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này. Thì mình sẽ nói sơ về cái thông số của cái bếp này. Thì đây là cái model SHD6011. Cái hãng là của Sennheiser. Cái công suất tiêu thụ của nó là 2000W. Đó, thì nó cái trọng lượng của bếp là khoảng 2kg. Thì nó tương thích với tất cả các loại nồi. Vì đây là bếp phần ngoài. Thì nó cái phím bấm của nó là phím bấm cơ. Và cái màn hình hiển thị là màn hình LED. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra cho các bạn xem. Thì đây là cái phiếu hóa đơn mua hàng. Thì các bạn mua trên đây cũng sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng bình thường như ở trên những cái chỗ khác thôi. Nhưng các bạn không phải lo. Mình sẽ cuôi cái sản phẩm mình ra thử. Đây. Đây là cái mặt trước của cái sản phẩm chúng ta. Đó, có cái hình của cái bếp, công suất. Bây giờ mình sẽ mở ra cho cái bếp này. Đó, đây là cái bếp của chúng ta. Bên trong cái hộp của chúng ta chỉ có bao gồm mà nó tặng chúng ta một cái vị nướng bằng cắt. Đây. Bên trong thì có sách hướng dẫn sử dụng như là cái tem bảo hành của Sennheiser. Thì các bạn có thể giữ cái hóa đơn để có thể đủ thực hiện bảo hành trong vòng 12 tháng. Đây, đây là cái mẫu mã của chúng ta. Đây là cái phần quà tải nhiệt. Thì cái bếp này mình thấy nó đây, cái tem bảo hành đây, nó như ngày sản xuất. Thì cái bếp này mình thấy nó khá là nhẹ. Đây là mặt trước của nó. Là những cái phím bấm cơ đây, có nút hẹn giờ, nút đây, nút tăng giảm nhiệt độ, những cái nút chức năng. Thì nó có 5 chức năng là nấu, nướng, rán, lẩu. Đó. Nút công tắc ngọc bật luôn. Vậy thôi, mặt nằm kính nha các bạn. Thì mình thấy cái giá tiền thì khoảng 350 thì nó cũng nó không có được gọi là chắc chắn cho lắm, nhưng mà cũng nhìn cũng tạm ổn. Thì với giá tiền này không đòi hỏi gì hơn được. Đây, mình sẽ quay một vòng tổng quan cho các bạn xem cái ngoại hình của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện lên thử cho các bạn xem. Thì các bạn lưu ý là đây là bếp phòng ngoại nên các bạn cẩn thận khi sử dụng. Cái mặt kính của nó rất là nóng khi mà nó hoạt động. Mình sẽ mở cái tem này ra. Các
thì khi các bạn cắm điện vô nó sẽ có một tiếng bip báo là nó sẽ vô điện, thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy, các bạn hãy thấy đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở nút nguồn này lên thử. Đây, bấm on. Rồi sau đó mình chọn một chức năng, sẽ như mình chọn là nấu nước đi. Đây. Thì các bạn thấy bấm cái nút chức năng nó sẽ chuyển qua lại giữa các cái chế độ. Đó, mình sẽ chọn auto. Các bạn thấy thì cái bếp chúng ta ngay lập tức nó sẽ đỏ lên. Nó tỏ một lần nhiệt rất là cao. Đó. Đây, nút tăng giảm nhiệt độ. Đây, tăng giảm nhiệt độ. Đó. Đây là nút hẹn giờ, các bạn hẹn giờ tắt của nó đây. Đó, khi bạn bấm hẹn giờ, bạn bấm lên nó sẽ ra được cái thời gian các bạn mong muốn. Rồi mình tắt hẹn giờ đi, tăng nhiệt độ lên. Đó. Rất là nóng nha các bạn cẩn thận khi dùng bếp ở ngoài. Đó. Rồi, mình sẽ tắt đi, để tỏ nhiệt quá. Đó, thì đây là cái bếp mà mở hộp và trên tay nhanh cái sản phẩm này. Thì bạn nào quan tâm có thể mua và sử dụng. Thì cái bếp này giá nó khá là mềm rồi, chỉ có hơn 300.000 đồng thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.